thì họ cũng có thể là họ sẽ search trên YouTube, họ search trên YouTube để nó có nhiều cái video hay ho để mà họ có thể họ cảm nhận trực quan, một cách trực quan về cái sản phẩm của chúng ta đó. Ví dụ bây giờ mình sẽ search về một cái sản phẩm như là chung cư đi, chung cư quận 9 rồi ha, thì Thì mình xem search lại chưa chỗ đó xe thì ạ. chưa xe. Thấy giờ thấy cái màn hình xe chưa? Chưa, chưa. You are Rồi ạ. bên em thấy rồi. Một cái thanh đen này ạ. Rồi, ok. Rồi thì thí dụ mình search cái từ chung cư quận 9 ha. Thì thứ nhất là người ta sẽ search ở trên cái phần Google này. Thứ hai là thí dụ mà ai mà thích có hình ảnh có video trực quan á thì người ta sẽ vô YouTube ta search. Đó. Thầy ơi, Video. thầy ấy lại được không ạ? Của em chưa nhìn thấy ạ. Chưa xe là chưa nhìn thấy màn hình. Mấy bạn kia có thấy không? Em vẫn thấy. Của em màn hình màu đen hết, vẫn có hát vẫn có nó đang chờ. Chưa ấy được. À của em là ngộ ta nay sao zoom nó bị gì. Rồi còn bạn nào bị lỗi không, bạn nào bị lỗi thì thử out ra vô lại coi. Vâng, để thử giáo lại. Rồi ví dụ như sập về chung cư quận 9 ha, thì người ta cũng có xu hướng người ta search trên YouTube đó. Thì mấy cái video YouTube này, mấy cái video YouTube hạng mục đầu tiên này nè đó, thì người ta thích người ta lít vô, ta còn cũng coi ra trong đây rất là nhiều khách hàng lít vô họ xem trong đây cũng rất là nhiều ha đó. Thì có số điện thoại hotline tư vấn đây, thì người ta cũng liên hệ mình để mua sản phẩm của mình đó đó, khách hàng cũng đến từ đây ha. Mà được cái là những cái kênh này á, mình làm lâu dài mà mình không cần phải trả phí mỗi ngày như là chạy quảng cáo đó, thì khi việc mà mình chỉ việc đăng lên một cái video như vậy và đứng top cho cái hàng chung cư quận 9 này đó, thì mình sẽ hút được một cái lượng khách tự nhiên rất là tốt đó. Thì quan trọng vấn đề của mình là làm sao mà để mình được có thể mình lên top, làm sao cái video của mình nó được lên top như thế này ha. Thì lên top thì tất nhiên là nó sẽ thu hút được nhiều người xem hơn, và là nó cũng uy tín hơn so với những cái video mà nó trôi dưới đây đó, trôi dưới đây thì nó sẽ ít lượt view hơn. Rồi thì trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách làm sao mà để chúng ta có thể cho một cái video của chúng ta nó lên top ha. Rồi, các chỉ số mà chúng ta cần chú ý ha. Thứ nhất là cái lượt view nè. Thứ hai, đó chính là cái thời gian nha. Đó, lượt view càng nhiều, thời gian càng ngắn thì nó sẽ ưu tiên hơn. Đó, ví dụ như trong một ngày bạn được 3.000 view, với một cái thằng mà trong một tháng được 3.000 view, 4.000 view luôn cũng được. Thì cái thằng 3.000 view á, nó sẽ chia cái tỷ lệ, và cái tỷ lệ số 3.000 trên một ngày á, nó lớn hơn.
với việc 3.000 trên 30 ngàn đó. Thì các bạn chú ý cái tỷ lệ này ha, thì đó là một cái yếu tố để giúp cho cái video của bạn được đứng top. Giờ mình sẽ thử mình upload một cái video coi nó sẽ như thế nào ha. Giờ trước tiên để upload được cái video thì mình phải có là cái mình sẽ đi download một cái video. Thì thứ nhất là các bạn có thể sử dụng những cái công cụ download video, download YouTube video. Đó, một số cái công cụ nó sẽ cho chúng ta cách download video từ YouTube. Ví dụ thử công cụ này ha. Rồi, thì khi đó thì mình chỉ sao chép cái địa chỉ của cái thằng này, mình dán vô thì nó sẽ cho chúng ta download. Đây, đây nó sẽ cho chúng ta download các định dạng 720x1080 về các độ phân giải ha. Mình download 360 để cho nó lẻ. Đó, trong lúc chờ đợi thì chúng ta note xuống một số cái ý quan trọng ha. Thứ nhất là lượt view, yếu tố để lên top, yếu tố để video lên top. Yếu tố để video lên top thứ nhất đó chính là lượt view nhiều. Đó. Số 2 đó chính là thời gian ít, thời gian xuất bản á. Đó. Bấm tải về ha. Rồi nó sẽ download cái video của mình về. Rồi các bạn chú ý, thí dụ bên đây nó sẽ có cái nút là cái hình upload chấm cộng đây nè. Đó. Thì ở đây nó sẽ cho chúng ta tải video lên. Rồi. Thì chúng ta có thể click vô đây để chúng ta chọn cái tệp video để chúng ta tải lên ha. Hoặc chúng ta có thể kéo thả cái video của mình lên. Có thể là do đứt cáp hay sao mà các bạn có thể load không nổi cái zoom. Các bạn có thể thoát ra vô lại thôi coi.
Rồi, trong lúc chờ đợi mấy cái video nó download xong á, thì mình chú ý dùm cái cột bên trái ha, cột bên trái trong cái phần Reactor Studio của mình. Đó. Thì để vào cái đường chỗ này á, thì các bạn vào cái trang studio.youtube.com nè. Đó. Thì các bạn sẽ vào được đây ha. Thì đây là cái chỗ mà chúng ta quản lý cái danh sách video mà chúng ta tải lên. Đó. Thì nó sẽ gồm bao gồm trang tổng quản, là nó sẽ có những cái thống kê số liệu phân tích về kênh nè. Đó. Rồi video là nơi mà chúng ta quản lý những cái video mà chúng ta up lên trên YouTube. Danh sách phát là playlist, là danh sách phát của chúng ta, là những cái playlist mà chúng ta đã tạo. Đó. Rồi đây là số liệu phân tích về kênh của chúng ta. Đó, chúng ta có bao nhiêu người đăng ký, chúng ta có số lượt xem, thời gian xem bao nhiêu, rồi tương tác nhân khẩu học người xem của chúng ta như thế nào, rồi nguồn khách hàng của chúng ta nó đến từ đâu. Đó. Bình luận, phụ đề, bật kiếm tiền, thư viện âm thanh. Rồi tới phần cài đặt. Đó. Cài đặt thì chúng ta có thể cài đặt cho kênh. Ở đây nó sẽ có một số cái keyword cho kênh để giúp cho cái kênh của mình nó dễ được tìm kiếm hơn. Ví dụ như kênh của chúng ta về marketing, hay là về bán hàng, hay là về kinh doanh, hay là về bất cứ sản phẩm nào như laptop, bất động sản, thì chúng ta thêm từ khóa vô. Đó. Bất động sản. Đó, nhà đất. Đó, và kinh doanh. Đó, vâng. Rồi mình chọn ra cái đối tượng phù hợp với cái nội dung của mình. Như ở Việt Nam nha. Đó. Và mình bấm lưu lại ha. Đó. Thì như vậy thì nó sẽ giúp cho cái kênh của mình nó phân phối đúng đối tượng hơn. Rồi. Giờ mình sẽ bấm vô tải video lên. Đó. Khi chúng ta tải video lên thì á, khi chúng ta tải video lên thì chúng ta chú ý các cột là về tiêu đề, về mô tả, hình thu nhỏ, danh sách phát, rồi chọn vô một các nội dung khác. Ở đây có cái thẻ tác nè. Đó. Rồi ngôn ngữ, phụ đề, vân vân. Thì chú ý là khi mà mình viết một cái tiêu đề hay là mình viết cái nội dung gì á, thì mình phải nhớ là cái từ khóa mình muốn người ta tìm kiếm là gì. Đó, ví dụ như cái từ khóa mà mình muốn người ta tìm kiếm là căn hộ quận 9 đi. Đó, thì nó phải xuất hiện ở trong cái tiêu đề của chúng ta, và nó càng nằm đầu tiên càng tốt. Đó. Rồi sau đó thì mình có thể mình mô tả, hoặc là mình có thêm một số cái câu nào giật tít mà người ta quan tâm á. Ví dụ như căn hộ quận 9, chúng ta có thể thêm một số keyword khác. Chung cư đó, Vinhome, giá bao nhiêu chẳng hạn. Đó, một số cái thông tin bao nhiêu. Hoặc là giá rẻ tuyệt vời. Đó, hoặc là giá rẻ bất ngờ chẳng hạn. Kiểu như giật tít để người ta tò mò, ta lít vô coi giá thế nào mà nó bất ngờ như vậy. Đó, kiểu như vậy. Thì khi mà cái từ khóa nó đứng đầu tiên thì nó sẽ được ưu tiên hơn ha. Đó. Ngoài ra thì chúng ta cũng thêm một số cái chủ đề mang tính nội dung. Đó. Ví dụ như ở đây là cái kênh của mình là chuyên gì, về gì? Về review bất động sản nha hàng. Đó, thì mình ghi vô là review bất động sản, tập số mấy, tập số 1. Đó, thì để chủ yếu là để nó có mang tính liên kết với nhau. Sau khi mình có tập 1 thì người ta lại muốn xem tập 2, tập 3, tập 4 với nhau vậy đó.
hoặc là người ta đang tìm kiếm bất cứ một cái tập nào ở số 40 chẳng hạn, người ta đang coi cái video ở số 40 thì người ta sẽ tò mò, người ta muốn coi tập 39, tập 38 nó nói gì. Đó, thì lúc đó mà mình cũng sẽ được những cái lực tìm kiếm tự nhiên. Đó. Tại vì người ta biết ở đây là một cái series có rất là cái nhiều cái tập. Rồi ha. Thì khi mà có cái từ khóa ở keyword ở trên cái tiêu đề đó thì mình sẽ copy nó xuống phía dưới. Đó, copy y chang luôn để cái keyword đó nó có thể xuất hiện trong cái mô tả của chúng ta. Đó. Rồi tiếp theo là một số dòng kêu gọi, ví dụ như kêu gọi hãy đăng ký kênh để giúp mình được 10.000 sub chẳng hạn nhé. Đó, thì bình thường mình phải kêu gọi người ta mới hành động chứ không người ta quên. Đó, ví dụ như mình kêu gọi 1.000 người thì đâu đó có vài chục người, người ta thấy, người ta ủng hộ mình đó, còn mình không kêu gọi thì người ta sẽ quên và giảm cái tỷ lệ đó xuống. Đó, sau đó thì một số thông tin liên hệ như là hotline, số điện thoại, hotline là số điện thoại rồi quên, fanpage, email hay là website gì đó, vân vân, để người ta có thể liên hệ với chúng ta ha. Đó, hoặc là mình có cái bài viết nào trên website đó, thì mình có thể mình dán vô trên đây để cho nó tối ưu được cái lượng lượng backlink của nó. Đó, có thể thêm một cái backlink website ở đây. Ok dạ. Rồi, cuối cùng thì mình sẽ có một cái lời cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. À, thì sự theo dõi của bạn là động lực để chúng tôi ra video mỗi ngày. Đó, ví dụ vậy. Rồi, ngoài ra thì mình cũng sẽ thêm một cái dòng người ta gọi là dòng mô tả kênh. Đó. Ví dụ như cái tên của kênh. Là kênh YouTube chuyên review bất động sản, cung cấp các cơ hội đầu tư hấp dẫn. Đó. Ví dụ như đây mình spam thêm một số keyword như về đầu tư đất nền. Đó. Chung cư condotel, nghỉ dưỡng vân vân. Đó. Thì ở đây mình spam một số keyword về bất động sản ở trên đây cho nó nhiều nhiều á. Đó. Để nó tăng cái tỷ lệ mà kênh mình xuất hiện ha. Đó. Là xong cái phần mô tả ha. Rồi, ở hình thu nhỏ thì mình sẽ thiết kế cho nó một cái hình thu nhỏ hấp dẫn ha, để mình tải lên. Thường thường mấy cái kênh mà người ta để tự nhiên á, mấy cái video mà người ta up tự nhiên á thì nó sẽ không có thumbnail đẹp mắt. Mà cách mà chúng ta tạo ra một cái thumbnail đẹp mắt là chúng ta tạo ra sự khác biệt so với đám còn lại ha. Chung cư quận 9. Đó, ví dụ như một cái thumbnail bắt mắt như vậy để thể hiện cái thương hiệu cá nhân hay là một số cái nội dung khác. Đó, có thumbnail thì nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn. Rồi, sau khi chúng ta hoàn thành xong cái phần mô tả rồi đó, hình thu nhỏ đó, thì chúng ta có thể chọn thêm danh sách phát ha. Danh sách phát thì ở đây mình có thể là mình sẽ sell playlist bằng cách là mình sẽ tạo ra một cái danh sách phát có chứa keyword. Đó, mình sẽ tạo một cái danh sách phát mới
và mình đặt tên là chung cư gì, chung cư quận chín tạo. Rồi xong thì ở đây á mình tạo ra một cái chung cư quận chín rồi, thì cái video của mình nó sẽ nằm trong cái playlist này đúng không? Rồi mình cũng lấy những cái video nào mà có nhiều lượt view liên quan tới cái chủ đề chung cư quận chín đó, mình nhét vô cái playlist của mình đó, ví dụ như cái video này hoặc là những cái video dưới đây đó, 1.000 mấy view nè đó, những cái video nào có liên quan tới cái video của mình. Thì vấn quan trọng là gì, là để người ta khi mà người ta xem xong cái video trong một trong cái playlist đó, ví dụ như ta xem xong cái video này ở trong cái playlist của mình ha, đó thì nó sẽ gợi ý cái video tiếp theo ra cái video của mình, thì nó cũng sẽ giúp tối ưu được cái khả năng ăn đề xuất của cái video của mình đó. Cái keyword tiếp theo mà chúng ta cần chú ý đó chính là cắn đề xuất. Thì các bạn nào làm YouTube nhiều thì các bạn sẽ biết cái từ khóa này, cắn đề xuất đó. Thì nó cái cắn đề xuất này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có nhiều lượt view ha, nhiều lượt view tự nhiên đó. Thì làm sao mà chúng ta video chúng ta được cắn đề xuất giống như cái video này nè đó, nó được đề xuất nè, rồi những cái video hàng cột trên đây cũng là những video được đề xuất đó. Thì những cái video này nó có chữ recommend for you, là nó được đề xuất cho bạn nè đó. Thì thứ nhất là nó phải có nội dung liên quan tới cái video người ta đang xem đó, thứ nhất là nó có nội dung liên quan đến người ta đang xem ha. Thứ hai là nó đang có lượng xem rất là nhiều, rất là tốt đó, rất là bắt mắt. Và tiếp theo là cái tỷ lệ mà người ta lít vô cái video đó khi người ta xem xong cái video này, video chính rất là cao, thì nó sẽ được đề xuất cho mình. Và cái đề xuất được ngon nhất là cái video tiếp theo này đó, video tiếp theo này thường thường là nó sẽ được đề xuất ngon nhất và nó cắn được nhiều lượt view nhất. Rồi thì đó là về vấn đề mà chúng ta sell playlist và chúng ta làm sao chúng ta ăn được cái đề xuất của cái video đó. Giống như khi mà các bạn xem xong một cái bộ phim đi, phim Tây Du Ký đi, tập 16 đi, đó thường thường khi mà người ta coi cái Tây Du Ký tập 16 á hết rồi, thì người ta có xu hướng là mấy cái thằng nó xem lại tập 1 nè, Tây Du Ký 1986 đi đó, thì xu hướng của người xem là như vậy, thì nó sẽ đề xuất cho chúng ta như cái video đó. Đó thì những cái video nào mà phù hợp với người xem tiếp theo thì nó sẽ được đề xuất bên góc phải như vậy. Thông thường là chúng ta sẽ tối ưu được cái video nào nó đề xuất tiếp theo bằng cách là chúng ta có thể thêm vào cái khúc cuối đó. Khúc cuối cái mô tả cái gợi ý người ta xem video tiếp theo ha. Ví dụ như ở đây nó không thấy, để kiếm cái video nào. Đó thì kiểu kiểu gần cuối là nó sẽ gợi ý những cái video tiếp theo cho chúng ta xem đó, và người ta lít vô đây thì chúng ta có thể tăng được cái khả năng mà xuất hiện cái video của chúng ta nhiều hơn đó. Và trở lại cái video chính này, rồi sau một danh sách phát rồi ha, rồi
Ở dưới đây thì chúng ta sẽ bấm vào không, đây không phải là nội dung dành cho chị em. Đó. Nếu mà chúng ta click vào mục là có nội dung này dành cho chị em á, thì nó sẽ tập trung cái video của mình dành cho mấy đứa nít và nó phát trên cái YouTube Kids của nó chủ yếu. Đó, còn không thì mình bấm vào đây, không phải dành cho nội dung chị em. Ngoài ra thì nếu mà cái video của bạn trên 18 cộng á, có những cái vấn đề nhạy cảm thì các bạn bấm vào có. Đó, để nó bắt người ta đăng nhập vô YouTube và xác minh tuổi thì nó mới cho xem. Rồi, mục tiếp theo là mục về thẻ và từ khóa. Thẻ và từ khóa có thể giúp ích cho bạn. Đó. Nói chung là cái thẻ và từ khóa này nó cũng là cách mà chúng ta đưa những cái keyword gợi ý cho YouTube biết là người ta muốn xem cái video nào. Ví dụ như mình cũng nhét vô những cái từ khóa như là về chung cư quận 9 phải đó, bất động sản quận 9. Đó. Thì người dùng có khi nào người dùng người ta search cái chung cư quận 9, người ta search cái từ khóa bất động sản quận 9 á, thì cái tỷ lệ mà nó ra cái video của chúng ta nó sẽ cao hơn. Đó. Và cách tốt nhất là chúng ta copy nguyên cái tiêu đề của chúng ta để cho nó index từng cái từ khóa của chúng ta. Đó. Ví dụ như chung cư Vinhome. Và chú ý là cái thẻ từ khóa của chúng ta thường á là chúng ta chỉ được 15 từ khóa đổ lại thôi ha. Chỉ nên đổ lại từ 15 từ khóa. Nhiều quá thì nó sẽ tính là spam và nó cũng hạn chế lại cái video của chúng ta nhất. Và đặc biệt là chúng ta phải chèn vô ba cái keyword chính, ba cái từ khóa chính, ba cái thẻ từ khóa chính đi xuyên suốt hết cái kênh của chúng ta. À, để cho mai mốt mấy cái video của mình á, nó tự đề xuất lẫn nhau. Ví dụ như cái kênh của mình là về bất động sản quận 9. À, bất động sản miền Đông. Rồi, chung cư quận 9. Review bất động sản đây. Đó, thì ba cái keyword này nó phải đi xuyên suốt trong tất cả các video sau này mình up nữa. Đó, để có thể nó đề xuất lẫn nhau cái video trong cái kênh của mình thôi. Nó không có dính được cái kênh của người khác. Ha. Thì đó là cách mà chúng ta giúp được mà cái video của chúng ta nó tự đề xuất lẫn nhau. Rồi, đây thì chọn ngôn ngữ video. Thì mình khỏi chọn, cần chọn. Rồi, xong. Ngoài ra thì cũng như nãy mình nói á, là ngoài việc mà để cho những cái kênh này những cái video của mình á, nó tự đề xuất lẫn nhau, thì mình cũng muốn là từ những cái video nhiều view nó đề xuất cái video của mình. Ví dụ như cái video này nó nhiều view nè, mình muốn ăn đề xuất từ cái video này thì làm sao? Thì mình cũng nhét cái thẻ tag của cái thằng này. Thằng này nó có những cái thẻ tag nào thì mình cũng lấy thẻ tag của nó, mình nhét vô cái thẻ tag của bên mình. Đó, trong đây. Thì mình sẽ có khả năng mình được tăng cái tỷ lệ đề xuất của nó. Thì làm sao để coi được cái thẻ tag của này? Thì mình phải cần có một số cái công cụ như là VidIQ IQ hoặc là TubeBuddy. Đó, để cho nó có thể lấy được cái thẻ tag của những cái video trên YouTube. Thì mình sẽ thử cái phần mềm mà TubeBuddy đi. Rồi, mình lướt vào cái Chrome ha. Thì đây là một cái extension của Chrome, mình bấm vào thêm vào Chrome. Rồi.
Mình bấm tiếp đi. Thì trước khi mình qua tiếp vấn đề thì mình finish cho xong cái video này đi ha. Thì ở đây là thành phần video là màn hình kết thúc. Màn hình kết thúc là những cái video khúc cuối cùng ở video á. Đó, để nó gợi ý nó xem video khác chẳng hạn. Đó. Thì ở đây mình có thể mình chọn những cái thành phần nào nó có là lợi cho cái video chúng ta ha. Đây, nó sẽ có những cái sẵn những cái mẫu cho chúng ta trước. Nó ghi là một video, một đăng ký là gợi ý cho người ta xem một cái video ở đây và gợi ý người ta đăng ký kênh ở đây. Đó. Tương tự ha, một video, một danh sách phát và một đăng ký. Video ở đây, playlist ở đây là một cái danh sách phát và cái kênh đăng ký ở đây. Đó. Đăng ký thấy chưa? Thì nó sẽ hiện cái logo của chúng ta và cái video phù hợp nhất với người xem thì nó sẽ hiện ở đây. Và cái playlist là cái kênh của cái danh sách phát của chúng ta có thể chèn ở đây. Đó, chúng ta chọn trong đây nè, thấy đâu? Chọn chung cư quận 9 chẳng hạn. Đó. Thì nó sẽ xuất hiện chung cư quận 9 ở đây. Rồi. Bấm lưu lại thôi. Xong. Ngoài ra thì chúng ta có thể thêm thẻ để có thể chèn một số cái quảng cáo là có nội dung. Chúng ta có thể chèn được một cái website hoặc là chèn cuộc thăm dò ý kiến hoặc là chèn một cái kênh khác chẳng hạn. Hay là chèn một cái video khác. Ví dụ mình sẽ chèn một cái video khác đi ha. Đó. Thì khi nào mà mình coi video á, nó hay có cái dấu chấm than nó hiện trên đây là nó đang quảng cáo một cái video khác của chúng ta. Đó, hoặc là một cái liên kết hoặc là cái gì đó mà mình đã dùng. Đó, ở đây thì mình dùng là danh sách phát Funny Kid Song. Rồi, mà làm sao thì chúng ta có được cái liên kết một trang web này? Tại vì chúng ta chưa xác minh cái kênh thì chúng ta cần phải xác minh cái kênh bằng cách là chúng ta xác minh số điện thoại. Chúng ta bấm bắt đầu ha. Chúng ta bấm xác minh số điện thoại thì nó sẽ được ha. Đó, nó bắt mình nhập số điện thoại vô và mình bấm xác minh thì mình sẽ bật được cái tính năng đó. Đó, vậy thôi. Rồi, quay trở lại cái YouTube bật đề. Mình vào YouTube. Mình bấm vào cái biểu tượng ở trên đây. YouTube bật đề. Rồi, mình đăng ký một cái tài khoản ha. Bấm đồng ý. Chọn liên kết với cái tài khoản YouTube của mình. Bấm click here để sign in vô. Cho phép nó quyền quản lý kênh YouTube của mình. Rồi, nó sẽ báo successful sign in. Thì khi mà mình có được xong cái tool body này rồi đó, thì mình sẽ ngó nè, nó sẽ hiện cho chúng ta những cái thẻ tag của cái video mà mình đang xem nè. Đó. Quay lại cái kênh chung cư quận 9.
Đó, thì ở đây nó sẽ có một số cái thẻ tag. Chúng ta chỉ cần copy của nó một vài cái keyword để chúng ta chèn vô. À, thì chúng ta sẽ có khả năng ăn đề xuất từ cái video này. Ha. Copy to clipboard. Rồi. Chúng ta quay lại cái video của chúng ta. Chúng ta thêm vô một thẻ tag của chúng ta ha, dán vô đó, mấy cái từ nào không cần thiết thì chúng ta xóa đi. Đó rồi, sau khi mà xong rồi đó thì mình bấm qua chế độ một hiển thị ha, chúng ta xuất bản nó với chế độ công khai thì cái video của mình nó sẽ được là xuất hiện trên YouTube đó, bấm xuất bản ha. Rồi vậy là chúng ta đã đăng được cái xong cái video rồi đó, và khi mà chúng ta đã có được cái đường dẫn liên kết của video đó thì chúng ta có thể đem đi chia sẻ cho bạn bè chúng ta coi ha. Rồi, ngoài ra thì chúng ta cũng chia sẻ lên những cái trang mạng xã hội như là Facebook, Twitter hay là Blogger, Reddit này vân vân, để nó có một số cái backlink cho chúng ta ha. Đó, LinkedIn chẳng hạn. Chúng ta gửi lên đây để cho nó index cho chúng ta một số cái backlink. Ví dụ như mình sẽ chia sẻ cho Blogger đi. Tiếp theo. Tạo một cái blog tên hiển thị, ở đây mình đặt tên hiển thị ha, chung cư quận 9 luôn, hay bất động sản để cho nó đẹp mắt, bất động sản. Bấm lại chia sẻ trên blog này. Này nó hiện tại nó khóa rồi. Tiêu đề rồi mình sẽ tạo một cái bài đăng mới ha, rồi mình chèn cái liên kết của mình vô đây đó, rồi mình xuất bản bài đăng. Vậy là mình đã có một cái backlink cho blogger đó. Vậy thôi, tương tự với Reddit hay là mấy cái khác, thì càng nhiều backlink á thì cái video của mình nó cũng đứng top rất là nhiều ha, đứng top rất là cao ha. Rồi ha, thì khi mà xong cái video rồi đó thì ban đầu thì nó cũng chưa có view đâu, khó lắm mới có view, hoặc là bạn làm những cái chủ đề mà có liên quan đến trend á, trend coi hôm nay có cái trend nào hot thì mình làm video liên quan đến những cái chủ đề đó thì bạn sẽ hút được lượng tương tác rất là nhiều, lượng tìm kiếm rất là nhiều. Giờ mình quay lại YouTube đi. Rồi. Trend đó thì mình có thể coi trên Thịnh Hành có những cái tin tức gì đang hot và những cái chủ đề nào đang được quan tâm. Đó.
Đó, ví dụ như là vụ Đường Nhuệ nè, vân vân. Rồi vụ bà cụ 65 tuổi chẳng hạn, lấy chồng 24 tuổi, thì mình làm những cái liên quan đến đó thì cái tỷ lệ mà người ta tìm kiếm rất là nhiều và mình có được nhiều view ha. Ngoài cái trending của thằng YouTube á, thì mình có thể tìm được trending của thằng Google. Đó, thì đây nó cũng có những cái xu hướng của thằng Google. Chỉnh sửa lại thành Việt Nam đi. Rồi, thì ở Việt Nam thì người ta đang quan tâm với những cái keyword này. Ví dụ như Nguyễn Thanh Hải, Midu hay là Tây Ninh gì đó. Hoặc là phim về quân vương bất diệt nè. Đó, thì những cái chủ đề nào mà nhiều lượt xem á thì nó sẽ hút được nhiều lượt view hơn ha. Đó. Ví dụ mình search thử Tây Ninh đi. Đó, thì những cái tin tức nào một ngày trước nè, 300.000 lượt view nè, bắt trend. Đó. Thì nó sẽ hút được những cái lượt quan tâm rất là cao tại vì nó đang là có rất là nhiều lượng người quan tâm tìm kiếm. Rồi, ngoài ra thì cái video của mình á muốn được nhiều view nữa thì các cách khác như là bump view hoặc là chúng ta có thể chạy quảng cáo view cho nó cũng được. Đó. Thì việc chạy quảng cáo view nó sẽ giúp cho video của bạn cũng cắn được một cái lượng lead suất ha. Tại vì view này là view người thật, việc thật. Đó thì nó cũng sẽ giúp video của bạn tăng được cái lượng đề xuất. Rồi, thì để chạy quảng cáo cái video của mình á, sau khi mà mình đăng xong rồi đó, thì mình vào cái phần là ad.google.com ha. Nó cũng đăng nhập vào. Thì hôm qua là mình học về cái loại chạy quảng cáo Google Ads rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chạy quảng cáo chiến dịch mới. Mình sẽ chạy quảng cáo về 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 video và mình sẽ chọn về cái mục này, tạo một chiến dịch mà không cần hướng về mục tiêu. Rồi sau đó mình sẽ chọn mục video. Đó. Ok chưa? Sau đó thì mình chọn cái mục đầu tiên là chiến dịch video tùy chỉnh. Đó thì nó sẽ là cái mô tả nó như thế này, tùy chỉnh các tùy chọn cài đặt riêng bằng quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua cái đệm hoặc quảng cáo khám phá video. Thì nó sẽ là dạng cái video mà chúng ta xem 5 giây đầu tiên á. Đó. Chúng ta có thể bấm bỏ qua đó, có nút skip bỏ qua. Rồi. Thì để set up một cái chiến dịch video thì mình cần có cái video đó nó có xuất bản lên trước rồi đó. Video đâu? Đó, cái video của mình nó được xuất bản. Rồi. Mình sẽ xét chiến dịch là tổng chiến dịch một ngày mình bao nhiêu tiền, ví dụ 100 ngàn. Đó, mình chọn 100 ngàn. Ngày kết thúc khỏi đi. Ví dụ như 1 tháng 6 chẳng hạn. Rồi, kết quả tìm kiếm trên YouTube. Video trên YouTube. Rồi những cái đối tác của thằng YouTube trên mạng hiển thị thì nó sẽ xuất hiện ở trên đây. Mục tiêu của mình á, là mình càng được càng nhiều view càng tốt nên mình cứ để tẹt ra đó để đệm là mình ví dụ mình muốn nhiều người Việt Nam xem thì mình để Việt Nam ha. Còn nếu mà các bạn là muốn làm nội dung nước ngoài thì các bạn để tất cả quốc gia vùng lãnh thổ luôn đó chẳng hạn. Rồi một tiếp theo nữa đó chính là về nhân khẩu học và đối tượng thì này cũng không quan trọng lắm mà cũng khỏi cần xét luôn đó. Từ khóa chủ đề vị trí đặt cũng không cần luôn đó. Thì mục tiêu của chúng ta là chúng ta sẽ hút
chạy càng nhiều view càng tốt và giá càng rẻ càng tốt. Bình thường trung bình là một cái view trên YouTube ấy, nó có thể là đạt tới 100 đồng chẳng hạn, 100 đồng một view. Vậy là 10 view là mất hết 1.000 rồi, 100 view là 10.000 rồi. Đó thì nó sẽ rất là mắc. Và chúng ta thả ra hết như vậy thì chúng ta có thể giới hạn được cái giá thầu CPV tối đa của chúng ta xuống 30 đồng. Đó, chúng ta thả càng nhiều thì cái giá nó sẽ càng rẻ. Được chưa? Còn nếu mà chúng ta muốn target chính xác đối tượng về đối tượng tìm kiếm á, để chúng ta có thể bán được hàng á, muốn target chính xác để bán được hàng á, đúng không? Thì chúng ta phải thêm vô từ khóa hoặc là chủ đề. Ví dụ như chung cư quận 9 thì chúng ta phải thêm cái từ khóa chung cư quận 9 vô. Đó, nó cũng tương tự như là chạy quảng cáo Google hôm qua mình học thôi. Đó, thêm keyword cho là được. Đó, thì những cái thằng nào mà search cái từ chung cư quận 9 này trên YouTube á, thì nó mới xuất hiện ra cái quảng cáo video của mình nha. Rồi, xong cái phần setup giá thầu, thì chúng ta sẽ tới cái phần dán link của cái video của chúng ta vô. Video. Chúng ta sao chép cái đường dẫn của cái video mình ha. Để chúng ta dán vô đây. Đó, thì nó sẽ ra cái video của chúng ta. Chúng ta chọn một là quảng cáo trong luồng, có thể bỏ qua. Đó, thì đây là cái dạng hiển thị mà, quảng cáo của chúng ta ở đây. Đó, nó chạy cái video của mình. Rồi nó sẽ chạy hết 5 giây. Nó sẽ hiện ra cái mục là bỏ qua quảng cáo. Rồi URL cuối cùng. URL cuối cùng là khi mà người ta lít vô cái quảng cáo của mình á, thì nó sẽ hiện ra cái trang web của mình. Ví dụ như hiện ra cái trang web là King Marketing hay là vớtđộngsản.com đi, vớtđộngsản.com.vn đi. Đó, thì nó sẽ hiện ra cái website cho chúng ta để chúng ta có thể bán được hàng ha. Còn không thì các bạn nào không muốn bán hàng trên website thì các bạn có thể dán cái đường dẫn cái kênh của bạn vô là được. Rồi, sau đó thì chúng ta bấm tạo chiến dịch thôi. Ok. Ngoài ra thì chúng ta có thể tạo thêm một cái nút. Đó, cái nút gọi hành động. Đó. Ví dụ như lúc này mình đặt là đăng ký chẳng hạn. Hay là mua ngay. Hay là tư vấn. Đó, tùy các bạn thôi. Đó, thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái chiến dịch ở đây với cái giá thầu CPV tối đa là 30 đồng. Đó, thì đó là cách mà chúng ta tạo một cái chiến dịch quảng cáo của YouTube. Chúng ta kéo view cho nó. Ví dụ như mà các bạn nào mà chạy được một đồng một 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 đồng một view á, thì chúng ta được 1 triệu view thì chúng ta tốn có 1 triệu đồng. Đó, vậy thôi. Rồi, bây giờ các bạn nào đặt câu hỏi gì, các bạn đặt câu hỏi ha. Ok, không ai đặt câu hỏi gì đúng không? Rồi, nếu không ai đặt câu hỏi gì thì mình kết thúc ở đây ha. Các bạn nào trong nhóm thì cứ tiếp tục làm bài tập nhóm, còn các bạn nào học trò thì nhớ là set up một cái nick ảo rồi gửi cho thầy ha. Rồi, bài học hôm nay chúng ta như đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai.